biển rồi tấn công bờ biển và cướp hết san hô. Ta tìm, ăn trộm, giấu đi và xong. Đó là công việc của chúng ta. Biệt đội rừng xanh tới giải cứu. Đằng kia. Chúng ta sẽ không cản được. Cảm ơn biệt đội rừng xanh. Biệt đội rừng xanh trên kênh Happy Kids. Tên tôi là Jack Storm. Tôi là thuyền trưởng của tàu Chaos. Chúng tôi thường xuyên phải lao vào hiểm nguy, bây giờ hoặc không bao giờ, Jack. Miễn là chúng tôi sát cánh bên nhau, chúng tôi có thể làm mọi việc. Bất kể việc gì, đoàn kết không thì ta sẽ tan rã. Bạn đã sẵn sàng xong buồm chưa? Hay đấy. Đón xem Jack Storm trên kênh Happy Kids. Ta không còn các nguyên tố hòa hợp nữa. Ta phải tự lực rồi. Em phải làm công việc liệt kê những thành tựu của chị để cho chị thấy mọi người tin tưởng chị sao? Cậu đã tạo ra khác biệt lớn hơn bọn tớ. Eshka đang chờ ta giải cứu. Lại như ngày xưa rồi. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Đón xem Chú Ngựa Nhỏ Tình Bạn Diệu Kỳ. Cùng gặp gỡ những nhân vật. Vui vẻ nhất, sáng chói nhất, vui nhộn nhất, thích ôm nhất. Đón xem Quỷ Lùn Tinh Nghịch, Nhịp Điệu Vang Mãi trên kênh Happy Kids. Trở lại với công việc nào, Templeton. Xin chào tập đoàn bé cưng xinh đẹp. Chào sếp, báo cáo công việc. Chào anh của sếp. Chúng luôn thân thiện thế này à? Phải khiến cho thế giới yêu thương em bé hơn cả cún con và mèo con. Mức độ yêu thích trẻ em đang giảm mạnh. Mối đe dọa là gì? Mèo. Ta sẽ giải quyết nó. Ta thử ném đồ và đổ cho bọn mèo được không? Tuyệt, sao vàng cho Stacy. Nói thẳng thì bọn mèo đã nghĩ ra trước rồi. Mèo hư. Đón xem Nhóc Chùm trở lại công việc trên Happy Kids. 3, 2. Bao lâu thì tớ phải cứu thế giới một lần? Theo danh sách trên TV thì 1 tuần một lần. Điều đó không cần thiết. Đối kháng trực tiếp mọi người. Chỉ là tận thế thôi, sao mình lại không cần bảnh trai cơ chứ? Đối lập với Chúa là gì? Nhím Sonic mùa 2 trên kênh Happy Kids. Không thể tin hai cậu sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu tình bạn. Thật là tuyệt vời. Ý cậu là sao, Twilight? Bọn tớ đã từng đi với nhau rồi mà. Chính xác, bản đồ chưa bao giờ cử cùng hai con ngựa đi chuyến phiêu lưu lần thứ hai. Đúng là rất đặc biệt. Chắc là vì bọn tớ rất giỏi giải quyết vấn đề tình bạn. Hy vọng là vậy. Vì nhiệm vụ lần này có vẻ khó khăn đấy. Các cậu sẽ đến chòm núi hiểm họa. Chòm núi hiểm họa? Chỉ là cái tên thôi, chắc không có gì đâu. Giống như Cloud Day thì nằm ở trên tầng mây và đế chế pha lê được làm từ pha lê. Cũng đúng. Vậy cậu có thông tin gì về nơi này không, Twilight? Tớ chỉ biết những gì Rock Hope bảo tớ. Ngày xưa không ai biết gì về chòm núi hiểm họa, trừ truyền thuyết về tấm khiên cổ này. Nghe bảo một bộ tộc tên là Kirin từng sống ở đó. Họ nổi tiếng vì rất tốt bụng và luôn nói sự thật. Chúng ta đã biết tại sao bản đồ gọi chúng ta rồi. Không may là có những sinh vật khác cũng sống ở đó. Tộc Nurik là những quái vật luôn giận dữ. Có khi cậu nên đi thay tớ, Twilight. Xin lỗi nhé, Fluttershy, không được cãi bản đồ. Thôi nào, chắc chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề nhanh thôi, cho dù ở đó có sinh vật đi nữa. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, ý nghĩa thực sự của tình bạn là gì? Chú ngựa nhỏ kỳ diệu,
Tôi từng tự hỏi tình bạn là gì, cho đến khi bạn chia sẻ sự diệu kỳ của tình bạn cho tôi. Phiêu lưu kỳ thú, nhiều niềm vui, một trái tim đẹp thật thà và mạnh mẽ, chia sẻ sự tốt bụng. Đó là một việc dễ dàng và phép thuật cho phép chúng tôi làm điều đó. Chú ngựa nhỏ kỳ diệu, mọi người có biết mọi người là bạn thân nhất của tôi không? Bộ phim Chú ngựa nhỏ, tình bạn diệu kỳ. Chắc không có ai đi xa như chúng ta. Hay họ biết điều gì mà chúng ta không biết. Fluttershy, tớ đã bảo nhiều lần rồi, không có gì phải sợ. Tôi xin lỗi. Ông làm chúng tôi giật mình. Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy ai đi tàu đến bến cuối cùng, địa điểm cuối cùng, điểm kết thúc của đường dây. Chúng tôi hiểu rồi, tại sao? Ngoài đó không có gì ngoài những lãnh địa nguy hiểm và thú hoang. Chắc đó là chòm núi hiểm họa. Khá là vất vả đúng không, Fluttershy? Fluttershy! Được rồi, đã đủ hoa để giữ cho nhà của em ấm. Fluttershy! Cậu làm gì thế? Không có thời gian chăm nom động vật đâu. Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ tình bạn, có nhớ không? Đúng, nhưng thực ra, đi thôi, chúng ta đang lãng phí thời gian đấy. Tớ biết, nhưng tớ phát hiện ra là chúng ta phải lên đỉnh núi đó. Nếu dùng dây thừng và sức ngựa, chúng ta có thể lên đó trong một nửa. Applejack, cậu nghe tớ nói được không? Tớ đang cố bảo là lũ sóc biết một đường tắt tới làng Kirin. Xin lỗi nhé, Fluttershy. Có lẽ tớ hơi đắm mình vào chuyến phiêu lưu quá. Không sao. Nếu cậu không quay lại gọi tớ, thì tớ chắc sẽ nói chuyện với sóc cả ngày. Hy vọng đó không phải là Nirit. Lộ diện đi. Xin chào, tôi là Applejack, còn đây là Fluttershy. Nếu các bạn có vấn đề tình bạn, chúng tôi đến đây để giúp. Họ im lặng nhỉ. Chúng tôi đến từ Eshkia và chúng tôi rất vui khi được gặp các bạn. Vậy, tên các bạn là gì? Applejack, Fluttershy, nhớ chưa? Có khi họ không hiểu chúng ta. Các bạn có hiểu tiếng ngựa không? Nhưng các bạn không nói. Không thể, hay không chịu. Chúng tôi xin phép một lúc nhé. Cậu phải hỏi câu trả lời có, không, là họ sẽ không trả lời đâu. Giống như nói chuyện với Angel Bunny. Không hẳn, tớ luôn biết Angel đang cảm thấy thế nào, nhưng tập Kirin này không biểu lộ gì cả. Làm thế nào để giải quyết một vấn đề tình bạn nếu không ai trong số họ chịu nói gì với chúng ta? Tập Kirin yên lặng hơn cả một con ruồi đậu trên tường, nhưng vẫn có cách để khiến họ nói được chứ. Hôm nay là một ngày đẹp trời đúng không? Beautiful day, ain't it?
Cốc cốc. Bây giờ các bạn nói ai đó? Cảnh sát. Cảnh sát nào? Cảnh sát hãy nói gì đi. Ôi không, tôi chuẩn bị hát xì này. Cơm muối. Không ai biết nói gì à? Bắt đầu có tiến triển rồi. Một con đường tối tăm dẫn tới một vùng đất bí ẩn. Hay là thế này đi, cậu hãy ở lại đây để xem có thể lấy thông tin gì từ tộc Kirin này không. Tớ sẽ đi tìm ai đó để có thể nói. Cẩn thận nhé. Và coi chừng Nurix. Bạn có thấy một con Kirin biết nói không? Tớ cần phải tìm ở đâu? Vì tình yêu của Celestia, bạn không thể nói dù một câu à? Bị lừa rồi. Xin lỗi nhưng buồn cười quá. Cậu không biết tôi nhớ những trò đùa đến mức nào đâu. Thật hài hước. Tôi phát âm đúng rồi đúng không? Có vài từ lâu rồi tôi chưa nói. Chào, tôi là Autumn Bliss. Cậu vừa đến đây và cậu có thể rất đói, mệt và cần nghỉ ngơi, muốn ngủ và ăn và viết nhật ký. Cậu nên làm thế. Nhưng đầu tiên thật vui khi được nói chuyện với một sinh vật khác đã lâu lắm rồi. Cậu phải kể cho tôi tất cả mọi điều về cậu. Có nhiều điều để nói và để làm quá. Nhìn tôi này, tôi cứ nói liên tục và cậu chưa thấy. Ý tôi là cậu có thấy? Đúng là rất ấn tượng. Thật đáng kinh ngạc. Cậu cũng nghĩ vậy à? Cách mà ánh sáng chiếu lung linh khiến vạn vật thức dậy ngay khi cậu để mắt tới chúng. Và cậu nhận ra có khi nào dòng nước, ngọn núi, khu rừng và... Đúng rồi, cầu vồng. Vì sao và bầu trời đang ngắm nhìn bạn, rồi cũng suy nghĩ như vậy. Rằng chúng ta là một phần của vũ trụ, rằng vũ trụ là một quần thể hợp nhất và chúng ta chính là nó. Tôi định bảo là rất đẹp, nhưng tôi đồng ý. Đây chỉ là nơi dừng chân đầu tiên trên một chuyến hành trình tìm kiếm những điều tuyệt vời để ngắm, ngửi và chạm vào. Đã rất lâu rồi tôi mới được chia sẻ những điều này. Kể từ khi họ thực hiện lời thề im lặng, nên tôi đã mất rất nhiều thời gian làm quen. Làm quen thật khó khăn. Khoan đã, lời thề im lặng. Đó là lý do họ bảo tôi rời đi. Tôi không muốn đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm. Nhưng cậu có thể giải thích tại sao tất cả mọi người đều im lặng không? Đó là một câu chuyện dài. Cậu không muốn nói về việc đó à? Đúng. Tôi hiểu. Tôi muốn hát cơ. Tộc Kirin từng nói và hát. Không phải lúc nào chúng tôi cũng im lặng. Chúng tôi đã kể chuyện và vui đùa. Tôi còn đi diễn kịch độc thoại. Nhưng rồi một ngày, một cuộc chiến nổ ra, cùng những lời nói gây tổn thương, những cơn nóng giận bùng phát, sự phá hủy nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa bùng cháy và đốt cháy bánh mì của chúng tôi. Xin lỗi, tôi đã quên cách ra vần rồi. Tôi hát đến đâu rồi nhỉ? Ngôi làng hạnh phúc của tôi nằm trong đống đổ nát. Các mối quan hệ trở nên tồi tệ. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra lời nói có thể gây tổn thương. Đừng nói nữa, trưởng nhóm của chúng tôi hét lên. Đó là câu nói cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào dòng sông im lặng. Nước làm nguội cảm xúc và hòa bình sớm được lập lại. Nhưng không còn cách nào để nói ra suy nghĩ của tôi. Tôi rất chán. Nghiêm túc mà nói, cho giải đố Sudoku giúp bạn giải trí một thời gian ngắn thôi. Vì cầu vồng sẽ không thắp sáng bầu trời trừ khi bạn để trời mưa và những quả táo chín mọng đôi khi có sâu. Bạn không thể từ bỏ tiếng cười chỉ vì sợ đau một chút. Đó là bài học mà tộc Kirin không bao giờ tiếp thu. Tôi đã bị mắc kẹt trong nhà tù im lặng với những giọng nói trong đầu. Tôi đã tìm thấy một phương pháp tìm lại giọng nói và bắt đầu liến thoáng sau bao nhiêu năm dồn nén. Cả ngôi làng đều ghét tôi. Họ không thích tôi hát và kể chuyện và báo tin hàng ngày hoặc những vở kịch mà tôi viết hay câu chuyện với anh chàng Kirin trốn dưới sân khấu opera. Phải lòng cô ca sĩ opera này, anh ta đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt quái dị, chơi đàn organ rất nhiều
Ai mà không yêu thích sân khấu ca nhạc? Opera singer and he wore a freaky half mask thing and he played the organ a lot and got all broody because the singer was in love with another dude so he took her away on this underground gondola. I mean, who doesn't love musical theater? Trưởng bộ tộc nói rõ tôi phải lựa chọn, tôi có thể ở lại và sống với họ hoặc tôi có thể giữ giọng nói của mình. Vì vậy tôi chuyển đến đây nhưng phải để lại chiếc ghế dài vì khó vận chuyển quá. Cho đến khi bạn nghe thấy tôi hát. Nổi nhạc to hơn nào. Vì cầu vồng sẽ không thắp sáng bầu trời trừ khi bạn để trời mưa. Nến sẽ không có tác dụng nếu bạn không đốt nó. Không, bạn không thể từ bỏ tiếng cười chỉ vì sợ đau một chút. Đó là một bài học mà tộc Kirin không bao giờ tiếp thu. Cho dù tôi có cố gắng dạy họ thế nào, họ vẫn bị nỗi sợ tổn thương chi phối, thỉnh thoảng phải để trời đổ cơn mưa. Đúng, đôi khi bạn phải để trời mưa. Không thể tin được, không ai phải từ bỏ cảm xúc của mình để tránh bị nổi giận. Đó là điều tôi nói, sau khi tôi bắt đầu nói lại bình thường. Chắc chắn đây là vấn đề mà tôi và Fluttershy được cử đến để giúp các bạn. Thật ư, Fluttershy là ai? Cậu đặt cho bóng của cậu à? Của tôi thì là bóng hình mập mờ và vùng đất hoàng hôn. Phải rồi, tôi đang nghĩ là nếu chúng ta đi nói chuyện với những người dân Kirin khác thì có thể thuyết phục họ chào đón cậu trở lại, thậm chí còn khiến họ uống thuốc chữa. Ôi đúng rồi, đúng, tất nhiên. Chỉ có một vấn đề nhỏ, thuốc giải mà tôi tìm thấy, nó biến mất rồi. Không còn thuốc chữa. Tôi đã dùng bông hoa hơi thở của tiểu mã cuối cùng để làm thuốc giải và tôi không thấy hoa đó nở nữa. Đã là nhiệm vụ tình bạn thì không thể dễ dàng được. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách thuyết phục bộ tộc chào đón cậu quay trở lại. Cậu biết không, tôi không nghĩ cậu ấy có thể thuyết phục được họ. Không, nhưng hy vọng là được. Fluttershy, đoán xem. Tôi đã tìm ra vấn đề tình bạn rồi. Tôi cũng thế, nói đi. Tôi cá đó là một vấn đề mà tộc Kirin chưa bao giờ gặp phải. Không, dù sao đi nữa, chúng ta cần giúp họ nói bình thường trở lại. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi tưởng cậu bảo đã biết về vấn đề tình bạn là gì. Chúng ta đang hiểu nhầm nhau à? Tộc Kirin bình thường rất hiền lành và tốt bụng. Nhưng khi nổi giận, họ biến thành Nurik, sinh vật được sinh ra từ lửa và lòng hận thù. Thế mà lúc cậu ấy hát nghe không đáng sợ lắm. Lần cuối họ cãi nhau, họ tức giận đến nỗi vô tình phá hủy cả ngôi làng, nên tộc Kirin quyết định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa. Kể cả thế thì cũng không nên dừng nói hoàn toàn. Nên mà, lửa rất nguy hiểm, đặc biệt trong một khu rừng như thế này. Hãy nghĩ đến những loài động vật sẽ bị thương. Trừ khi họ không biến thành Nurik biết thổi ra lửa nữa. Làm sao để đảm bảo điều đó không xảy ra? Chắc chắn phải có cách tốt hơn việc từ bỏ mọi cảm xúc chứ. Applejack, cậu đang không nghe tớ nói. Bởi vì điều cậu nói chẳng giúp ích gì. Họ đang làm gì thế? Chắc họ lo lắng vì chúng ta đang cãi nhau. Chán quá, chúng tôi chỉ có một bất đồng quan điểm nhỏ và rất văn minh thôi mà, thật lòng đấy. Họ đang đưa chúng ta đi đâu? Tới dòng sông im lặng. Nếu chúng ta sinh nước, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói hoặc cảm nhận được gì nữa. Thả họ xuống. Không sao đâu, tớ biết bạn này. Và cậu ấy đang cố giúp. Đúng, không thể để họ lấy đi giọng nói của người bạn duy nhất chịu nói chuyện với tôi. Cậu ấy biết nói ư? Nói nhiều là đà khác. Fluttershy, hãy gặp Autumn Bliss. Cảm ơn vì bức tường lửa đó. Nhưng tôi tưởng Nurik rất nguy hiểm khi họ nổi giận mà. Làm sao mà cậu kiểm soát được cơn giận của mình? Tôi không biết, chắc là vì sự nóng giận cũng giống như bao cảm xúc khác. Điều quan trọng là phải biết làm gì với cảm xúc của mình. Và thật không đáng khi từ bỏ hạnh phúc để ngăn chặn sự tức giận. Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Tớ không tưởng tượng được cảnh phải dừng nói chuyện với tất cả các bạn động vật của mình. Phân Flair, bạn từng rất thích cười. Rainshane, cậu ấy có một giọng hát tuyệt vời. Cậu không nhớ điều đó ư? Tôi biết các bạn lo lắng về việc xảy ra xích mích, nhưng bạn bè có thể bất đồng quan điểm mà không gây ra thảm họa. Ai cũng có thể tức giận, đến Applejack và tôi còn cãi nhau. Cái gì? Chúng ta cãi nhau khi nào? Trên đường đến đây, về việc tập Kirin phải im lặng, và ngay bây giờ. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý với nhau, nhưng chúng tôi không bao giờ để điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của mình. Và nếu các bạn thực sự tức giận, thì hãy dành thời gian ra ở riêng để làm lyric và không hại ai. Tớ nghĩ họ đang cố nói gì đó. Được rồi, bạn đói à? Ôi không, Kirin bị mắc kẹt trong giếng à? Được rồi em bé, cá con, em không sao, miệng cá con. Cái gì đó, hãy viết ra đi, tôi cáu quá. Xin phép một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Bạn vừa nói gì nhỉ? Bạn muốn có thuốc chữa cho dòng sông im lặng. Thật tuyệt vời đúng không? Đúng thế. Có chắc không? Thật tuyệt vời đúng không? Đúng thế. Có chắc không? Đúng thế. Có chắc không? Kiếm khắp cả khu rừng 73 và một nửa lần. Mặc dù tôi nghĩ một nửa lần đó có thể tạo ra sự khác biệt. Ước gì cậu ấy cho chúng ta biết đó là loài hoa gì. Hơi thở của tiểu mã. Chưa bao giờ nghe thấy tên đó. Fluttershy, giúp tớ một chút. Em ấy bảo biết phải tìm hơi thở của tiểu mã ở đâu. Vậy còn đợi gì nữa? Dẫn đường đi. Loài hoa đó trông như thế này ư? Autumn Blaze sẽ không biết mà tìm ở đây. Tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Tại sao? Bởi vì lòng tốt của cậu đã khiến cậu dừng lại, giúp lũ sóc, và từ đó chúng ta tìm ra được bông hoa. Và sự thật thà của cậu đã thuyết phục tập Kirin nói trở lại để giúp chúng ta tìm bông hoa. Thật may khi bản đồ cử hai chúng ta đi, đúng không? Các cậu tìm thấy hoa sư? Chúng đâu rồi? Hãy kể với tôi tất cả và cứ tự nhiên cho thêm các chi tiết phức tạp và giây phút hài hước nhé. À phải rồi, cần phải làm việc ưu tiên. Autumn Blaze, bạn đã cho chúng tôi một món quà. Đó chính là sự sáng tỏ về nỗi tức giận bên trong chúng tôi, rằng chúng tôi có quyền lựa chọn cách bộc lộ nó. Chúng tôi rất muốn bạn trở về sống với chúng tôi. Chúng tôi rất nhớ giọng nói đẹp đẽ của bạn. Vì cầu vồng sẽ không thắp sáng bầu trời, trừ khi bạn để trời mưa. Nến sẽ không có tác dụng nếu bạn không đốt nó. Không, bạn không thể từ bỏ tiếng cười chỉ vì sợ đau một chút. Đó là một bài học mà tập Kirin không bao giờ tiếp thu. Đúng vậy, cầu vồng sẽ không thắp sáng bầu trời, trừ khi bạn để trời mưa.